các xã tích cực tổ chức thực hiện đối với lại các chủ trương ra. Thứ hai thì chỉ đạo phòng tài chính kế hoạch thì tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân các nguồn vốn. Kết thúc thứ ba thì cơ bản các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 này thì sẽ hoàn thành. Nhờ được thu hưởng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, mà giải pháp tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo huy động các nguồn lực trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, rà soát số lượng cán bộ phụ trách công tác chăn nuôi thú y tại các xã, phân công cán bộ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trường hợp phát hiện lợn nghi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi cần báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để xác minh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ, kinh doanh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, kịp thời phát hiện